Và sau cùng thì con xin quý bà và anh chị em một lần nữa cho con được phép để thưa chuyện về việc gây quỹ của giáo xứ. Con có tiếu đó, con không có mượn mà con chỉ có xin thôi. Nhưng trước khi một lần nữa con chia sẻ thì con muốn chia sẻ về thánh lễ rất là quan trọng mà chúng ta mừng chiều tối hôm nay cùng với các ban ngành và đoàn thể, như là các em thiếu nhi thánh thể, ban thừa tác viên lời Chúa, ban thừa tác viên thánh thể và đoàn liên viên thánh tâm. Nếu chúng ta nói giữa cái lý và giữa cái tình, cái tình thì cái lý đây là tính lý của giáo hội và cái tình đây là tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và nếu chúng ta đưa cái tình này và cái lý này áp dụng cho cuộc sống của người cha và người mẹ với con cái thì chúng ta sẽ thấy nó như nhau. Những người cha cũng người mẹ vẫn có thể hy sinh cả tính mạng sống của mình để mà có thể làm được tất cả để có một cái mảnh áo hoặc là chén cơm cho người con của mình vì cái tình thương. Đó là nói chữ tình. Và cụ thể nhất trong biến cố vượt biên 30 tháng 4, chúng ta thấy rất là nhiều người lên đên trên biển cả và họ có thể hy sinh cả cái mạng sống, cắt đi cái từng thớ thịt hoặc là dùng hết tất cả gì có để mà làm thực phẩm để cho con cháu của họ ở trên thuyền, ở trên biển có thể làm lương thực sống qua ngày. Đó là cái điều mà con muốn nhấn mạnh. Chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài tiếp tục sống cái tình thương này mà chính Thiên Chúa là Cha đã luôn và hằng thương yêu nhân loại của chúng ta. Và Ngài đã sẵn sàng chết hy sinh cái tính mạng của Ngài vì cái chữ tình đó. Và nói đến cái chữ lý, khi chúng ta mỗi người, chúng ta sống trong đời sống gia đình thì chúng ta cũng biết rồi, các người cha, người mẹ họ hy sinh, họ tận tâm nuôi con, họ cũng có một cái lý của họ để muốn làm sao những người con cái của họ sẽ tiếp tục cái truyền thống tình thương này. Và cái lý đó là muốn cho những người con cái noi gương để mà chúng ta sống cuộc sống yêu thương và để đức lại cho con, cho cháu. Giáo hội chúng ta cũng vậy, nhấn mạnh tới cái tính lý. Cái tính lý là vì chúng ta đón nhận mình và máu Thánh Chúa Kitô là lương thực nuôi dưỡng linh hồn và xác của chúng ta. Đó là điều đúng hết vì tình thương của Ngài. Nhưng bên cạnh tính lý đó, giáo hội cũng muốn mọi người chúng ta sống cho biết san sẻ cho nhau. Sống chúng ta cưu mang không những lời của Chúa trong tâm hồn mà chúng ta còn cưu mang cả mình và máu Chúa nữa, thì chúng ta cũng tiếp tục chia sẻ Chúa Kitô cho những người xung quanh. Đó là cái lý mà mọi người chúng ta phải thực hiện bởi vì chúng ta là người Công giáo. Đó là tính lý của giáo hội. Cho nên chúng ta chỉ sống tình không, tình cảm không thì chúng ta cũng không được. Nhưng chúng ta nên áp dụng cả hai, cả con tim và cả khối óc. Nói đến đây thì con xin đưa vào mình và lễ mình và máu Chúa Kitô. Sở dĩ mà mọi người chúng ta có được bí tích cao trọng này đương nhiên đến từ Thiên Chúa, đến từ trời, nhưng còn đến qua một bí tích đặc biệt nữa, đó là bí tích truyền chức. Không có bí tích truyền chức mà chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập thì chúng ta không có hàng ngũ các vị giám mục và linh mục. Chỉ có các vị giám mục và linh mục đại diện Chúa Giêsu Kitô được nhận bí tích mình và máu Thánh Chúa, được trao ban cử hành bí tích mình và máu Thánh Chúa và trao ban cho mọi người chúng ta, cho nhân loại. Chính vì thế con có cái chữ tình ở đây. Con cảm ơn quý ông bà và anh chị em rất là nhiều đã thương mến chúng con là những vị linh mục dân thánh lễ trên bàn thờ. Trước tiên là vì quý ông bà và anh chị em thương mến bí tích truyền chức của Chúa Giêsu Kitô. Quý ông bà và anh chị em quý mến Chúa Giêsu Kitô, không những tin tưởng mà còn quý mến và tôn thờ, và chúng ta cảm mến mình là máu Thánh Chúa là lương thực nuôi sống chúng ta hàng ngày. Bởi vì đó mà chúng ta có được bí tích truyền chức thánh, và ông bà và anh chị em quý mến bí tích truyền chức thánh và quý mến luôn cả chúng con là những vị linh mục theo chân Chúa. Và vì thế con xin được mượn cơ hội chiều tối hôm nay để con đáp lại và con nói với quý ông bà và anh chị em là con cũng quý mến và thương mến quý ông bà và anh chị em không kém. Bởi vì tình thương của quý ông bà và anh chị em dành cho Chúa, dành cho bí tích mình và máu Thánh Chúa, và dành cho giáo hội và dành cho chúng con,
Bởi vì thế, chúng con tiếp tục đón nhận tất cả những tình thương của quý ông bà và anh chị em, và không thể nào chúng con kém đi cái sự quý mến và lòng mến này, tình thương này với ông bà và anh chị em. Trong một tuần lễ, nhiều khi chúng ta chỉ có gặp nhau qua một thánh lễ, hoặc là chúng ta chỉ gặp nhau sau cái bắt tay chào hỏi ở cuối nhà thờ. Nhưng bên cạnh đó, con vẫn quý mến quý ông bà và anh chị em bởi sự hiện diện của quý bà và anh chị em trong lòng nhà thờ. Quý ông bà và anh chị em mỗi người có một cái cách riêng trong cuộc sống, và mỗi người có một sự chọn lựa riêng, mà mỗi chọn lựa này là một chọn lựa nó quý lắm và nó hay lắm. Cái chọn lựa này cũng muốn nói đó là cái chỗ ngồi của quý bà và anh chị em trong nhà thờ. Mỗi người có một chọn lựa. Một gia đình lúc nào cũng ngồi ở hướng này, một gia đình lúc nào cũng ngồi hướng này, hoặc là những gia đình ngồi ở đây, hướng này và trên gác đàn. Những gương mặt rất thân quen, con không có tiếp, gọi là được tiếp xúc hàng tuần, nhưng con được tiếp xúc qua mỗi thánh lễ. Và sự chọn lựa ngồi một chỗ đó của quý ông bà và anh chị em làm cho con cảm mến, và tiếp tục làm cho con quý mến khi sự thấy sự thiếu vắng của quý ông bà và anh chị em. Những người đã ra đi trước chúng ta, như con thường chia sẻ, con thấy vợ chồng đến với nhau, ông bà đến với nhau mà chỉ có một người vừa mới qua đời, thì ông chỉ có đi lễ riêng một mình hoặc bà đi lễ riêng một mình. Con nhìn cái đó con rất là cảm kích. Tình thương mà quý ông bà dành cho em, cho các linh mục, vẫn tiếp tục giúp cho chúng con sống đời sống linh mục cho cách xứng đáng hơn. Và con thấy đó là hai chiều hữu ích cho nhau. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục mà giúp đỡ cho lẫn nhau nhờ qua thần lương mà Chúa Giêsu Kitô trao ban. Nói đến đây thì con xin quý bà và anh chị em tiếp tục quý mến chúng con và tiếp tục quý mến giáo hội, thương mến giáo hội để chúng ta cộng tác vào chương trình Cây Quỳ của Giáo xứ. Và một đoạn phim ngắn mà con xin được chiếu chỉ có 5 phút thôi. Con chưa có dịch ra tiếng Việt, nhưng con sẽ được tóm tắt. Nó nói về 3 giai đoạn mà chúng ta thực hiện trong cuộc cây quỹ này. 3 giai đoạn này, thứ nhất là chúng ta để xây một tòa nhà mới mà chúng ta sẽ thấy trên màn ảnh. Liền đằng sau bức tường này gồm có 2 lầu. Lầu 1 được chia làm 4 phòng nhỏ, mỗi phòng 50 ghế ngồi. Nếu chúng ta mở ra hết, chúng ta có một cái hall mới, một trường mới hơn 200 người. Rồi cái tầng thứ nhì chúng ta sẽ có đến 5 phòng, và đặc biệt là một phòng dành riêng cho tất cả các ca đoàn vào trong đó để tập hát. Sau khi chúng ta hoàn thành cái giai đoạn 1 với một cái building chúng ta gọi là tòa nhà giáo lý, giáo vụ đức tin cho các cháu, thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn thứ hai. Và ở giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ củng cố và xây lại nó liền đằng sau bức tường này để làm các văn phòng cho tất cả nhân viên trong giáo xứ và không gì với chúng con nữa, và cả thầy sáu. Và khi chúng con thực hiện được cái văn phòng này thì dĩ nhiên những cái văn phòng cũ ở trên lầu của sơ tươi hay là sơ cát lê sẽ đến thay sơ tươi trong tháng 7 tới, thì tất cả những người ở trên lầu chúng con sẽ đưa về một cái building mới, tòa nhà mới, đó là văn phòng làm việc. Và cái trên lầu mà đang có bây giờ sẽ chuyển thành rồi là trung tâm cho các em thiếu nhi, gọi là Youth Center. Và ở dưới lầu chúng con sẽ sửa lại và nới rộng nhà bếp ra và tu bổ lại hai cái phòng vệ sinh nam và nữ đó. Dĩ nhiên khi chúng con xây tòa nhà mới, chúng con vẫn có nhà vệ sinh và thang máy ở lầu 1 và lầu 2. Và đó là ý nghĩa của cái cuốn video này mà con nghĩ xin quý bà và chị em nán thêm. Và chúng ta có thể lấy cái tờ brochure ở tại vị trí ngồi của chúng ta để chúng ta xem qua, chúng ta nhìn trên màn hình.